Hello. Hello. Má thiệt chứ, nhiều cái hề hước quá trời hề hước rồi mấy chị ơi. Bài cho em nghe, vô cái cho em xin chấm coi, để em biết là mấy chị đẹp đang tồn tại trong livestream của em. Coi trời đất mẹ quỷ thần ơi, cái bà giống như là hả, vong hồn dứt dưỡng nơi nào. Chấm bài lên cho em biết nha mọi người. Được chưa, tiếp tục nha mấy chị, lên tiếp cáo thun chà neo luôn được không, lên nó thun chà neo được không? Em bị chết. Em lên tiếp cáo thun chà neo cho cả nhà nè. Tên áo thun chà neo đẹp lắm luôn nha mọi người. Đừng cái gốc điện tượng điện thoại bị hư luôn. Xẻo. Hello mấy chị. Nè, áo này em còn, mấy chị em còn một chủ nữa, em like luôn. Em like luôn cái bà luôn ha. Rồi form rộng 60 kg mặc vừa nè. Chờ neo. Trời ơi, cái chờ neo này đẹp lắm nha mấy chị. Cái chờ neo là phản quang luôn đó mọi người. Cái chờ neo là phản quang luôn. Sếp đang mặc 89 ngàn chị Huyền Trang. Sếp đang mặc 89 ngàn chị. Em còn được 3 màu. Em còn được 3 màu nha. Áo thái hả? Ừ, đợi chút đi, em đợi em ním lên liền. Em còn được 3 màu, màu đang mặc nè. Áo hồng quần trắng nè mấy chị, với lại áo hồng quần em đang mặc luôn nha. Trời ơi, sale đang mặc rẻ lắm luôn mấy chị, em nói thiệt. Sale đang mặc có 89 ngàn, đúng rẻ đúng đẹp luôn. Trời em nói thiệt, bán rẻ con đồ hơn hơn đồ nít. Bán rẻ ăn đồ con nít nha mấy bà. Áo thái phải không? Rồi ok, dạo này em bỏ qua bên, em mai em lấy áo này. Em chiều với mấy bà luôn, bây giờ em đang áo thun giấy. Gì? Đó em, áo sẽ đi chơi còn một mẫu này là chưa kịp bán đâu. Nằm dưới đây nè không thấy. Rồi bây giờ em lên cái thun thả này để mặc chung với là cái gì mấy chị? Quần ngố. Quần ngố nha. Rồi đây áo thun thả này em về mặc chung quần ngố cho mọi người nè mọi người ơi. Áo thun thả chữ ký. Sếp đi chơi được chút xíu nha. Rồi tập trung chuyên môn mấy chị. Hàng ten tập trung chuyên môn lên cái áo này cho mấy bà nè. Siêu dễ thương luôn. Trời ơi. Form thái mấy chị ơi, rộng. Form rộng giấu quần giùm em luôn mọi người, chữ ra. Trời ơi, form bao bự như mấy bà cổ tim luôn. Nam nữ đều mặc được. Mình về mình mặc chung cho em cái quần này mấy chị. Cái quần ngố này là quần ngố nâng mông. Quần ngố nâng mông này giá chỉ là 65 ngàn nha mọi người. Quần ngố nâng mông là giá 65 nghìn. Ừ, sắp lên em ơi, đợi chút xíu đi. Sắp lên này. Quần ngố nâng mông là giá 65 ngàn một cái giùm em nha mọi người nha. Còn cái quần ngố này là quần ngố trơn mấy chị ơi. Quần ngố này là quần ngố trơn có 40 ngàn. À quần ngố nâng mông luôn, cái này là quần ngố nâng mông. Quần ngố nâng mông giùm em là 69 ngàn nha mọi người. Cái hàng ASO này là cái hàng này là quá hot rồi, quá đỉnh rồi, chị nào cũng biết rồi. Cái hàng ASO này có size cho mấy chị luôn. Mà giá chỉ có 65 ngàn cái thôi mấy chị ơi. Quần ngố còn 65 ngàn là quá rẻ luôn mấy chị. Tại vì cái vải này là hàng vải xịn đó. Được chưa, quần ngố nâng mông giùm em. Xe đang mang còn ai lấy nữa không? 89 ngàn nha bà con. Có túi luôn, hơi bị đẹp. Cái này dễ thương lắm. Cái này mấy chị mặc lên tay thoải mái cho em luôn. Cái xe này em bán quá chị bán luôn nha mọi người. Bữa giờ bán xe này chắc cả trăm set luôn rồi đó mọi người ơi. Xong lên bộ thun thái quần đột quần dài chị. Bộ quần thun thái quần dài là bộ nào ta? Đợi chị chút xíu chị nghiệm lại coi cục cân. Trang đội chị quần ngố lấy quần 65 cho chị nha. Trời ơi, vừa heo nhựa. Giờ nó nằm ở khúc nào đây trời? Giờ nó nằm ở khúc nào đây trời? Heo nhựa sáng nay mới có đơn mà nói gì. Heo nhựa sáng nay mới có đơn.
Rồi để đợi xíu chị ơi, để em xíu đi. Chị lên lấy size gì vậy? Set bộ quần dài mẫu nào cũng được chị. Ừ, lát đi em. Ừ, như hết rồi. Set bộ quần dài chị còn có mẫu nào cục cân ơi. Đây nè. Bộ quần dài 105 giùm chị. Bộ quần dài nha bé nha, rồi 105 nghìn. Rồi lên áo mấy chị ơi. Đầu livestream bán cáo này 39.000 cái. 39.000. Đó, đầu like lại ha mọi người ha. Bán xả cho mọi người cái áo này 39.000 cái giùm em. Sỉ vẫn là 33.000, lẻ vẫn là 39.000 nha mọi người. Bao đẹp luôn ha. Màu gì, màu đỏ nè. Màu xám nè mấy chị, chỗ cáo màu xám đẹp xuất sắc luôn. Em đang mặc màu xanh rêu. Màu kem. Cái màu này giống như màu trứng gà mấy chị ha. Giống như màu trứng gà cho đẹp lắm. Màu trắng nha mấy chị với lại màu đen giùm em luôn. Áo thai, áo giấy chứ lộn. Áo giấy 39.000. Rồi. Chốt đơn Sally Kim giùm em nha mọi người nha. Chốt đơn Sally Kim. Mấy chị ơi, mấy chị đừng có gọi điện cho em nha mấy chị. Mấy chị đừng có gọi điện cho em nha mọi người nha. Em không bắt máy mấy chị kêu em cười mà em bắt máy không có được. Nha mấy chị nhắn tin giùm em với. Tại vì sau 5 giờ mấy chị nhắn tin giùm em với nha. Set bộ dài mẫu nào cũng được rồi. Trả lời rồi. Hai áo đỏ 39.000 cho Nguyễn Hoa. Trời, cho Nguyễn Hoa này nghe quen quen trời. 50 trắng cho Hạnh Lê. Quang lại đu luôn cái độ qua cho Hạnh Lê đi. Rồi nè, 50 trắng nè. Ok Hạnh Lê. Màu đang mặc cho heo nhựa. Ok chứ yêu. Xanh rêu hết Tố Trinh. 40 đỏ cho chị An. Rồi hết rêu mấy chị ơi, 39.000 mấy chị, áp dụng chia sẻ livestream. Ơi ai không chia sẻ có chốt nha. Ai không chia sẻ không chốt nha, em quên báo nha mấy chị. Tố Trinh không chia sẻ nha, chị Nguyễn Hoa chia sẻ giùm em lên đi chị, chốt cho chị ngồi chia sẻ lên giùm em chị ơi. Chia sẻ lên giùm em nha mọi người nha. Quần đang mặc 45.000, 65.000 cái giùm em chị Nani ơi. Áo em đang mặc hết hàng mấy chị, áo đang mặc hết màu rồi. Rồi ok, 40 đỏ chị An có rồi. Cái gì? Cái gì? Khùng hả? Ngọc Lara lấy màu đen. La Ly quần đang mặc 65.000, chốt size giùm em chị ơi. Xanh hết rồi bé yêu. Đang mặc hết màu đen rồi. Đang mặc hết màu đen với màu xanh rồi. Còn xám, còn trắng, còn đỏ với còn vàng. Xám, trắng, đỏ, vàng giùm em nha mọi người nha. Hết xanh. Hết xanh rồi mấy bà ơi, hết xanh luôn. Áo thun giấy đang bận là cục cơn. Sơ mi loan hết hàng. Cái đó là nguyên set sơ mi giùm chị nha. Hết hai màu rồi, xanh rêu với đen hết hàng rồi mấy chứ. Rêu đen hết hàng rồi, đổi màu giùm em đi. Nhớ chia sẻ giùm em nha, chia sẻ mấy chốt đơn nha mọi người ơi. Trắng mấy chị 39.000. Trắng 39.000, xám 39.000, hồng 39.000 nha. Mấy bạn này dễ thương lắm luôn, có 39.000 à. Trời ơi, quần siêu đẹp luôn. Quần to nhất là 60kg giùm em nha, xí lùng 3XL. Có form quần này có 3XL luôn nha. Xám cho ai? Chúc Lệ Nguyễn xám. Hai áo đỏ có cho chị rồi, chị Nguyễn Hoa ơi. Hai áo đỏ cho chị rồi chị. Rồi ok giùm em nha. Đen hết rồi chị Nương Trần, đổi màu giùm em chị Nương Trần. Bây giờ áo hiện tại em còn màu vàng nè. Cái nhà màu vàng dễ thương lắm mấy chị. Vàng nè, xám nè, trắng với lại đỏ. Vàng xám trắng đỏ giùm em nha. Mấy bà có 39.000 cái thôi mấy chị ơi. Bán lên tương tác cho mấy chị em của mình thôi nha. Rồi ai thật hốt hốt giùm em liền. Kèm em số điện thoại nhớ chia sẻ livestream em. Màu đỏ đẹp nè, có một cái một không mấy bà. Em lên màu gì đi, em lên màu trắng hả mấy chị. Hay là em lên màu xám đi, màu xám đẹp quá à. Ok chị, nè, ghi lại đi để mất công mà không biết. Nương Trần lấy cái vàng nè. Nương Trần cái lấy vàng 39 nè. 54kg hả chết. 54kg nè. Nè 54kg nè. Ủa 65.000. Em cái áo trắng cho Huỳnh Trang, Huỳnh Như Hà chứ lộn. Huỳnh Như Hà áo trắng nè. Huỳnh Như Hà áo trắng. Rồi ok. Bây giờ em còn xám, còn trắng, còn đỏ nha mọi người nha. Quần em đang mang 65.000 cái mấy chị ơi. Em có size 3XL luôn nha mấy chế. Mấy chế cứ yên tâm giùm em luôn. Đúng rồi chị Văn Như Phụng áo vải giấy nè. Áo chị hay nói em á. Đúng rồi, chị đang mặc là quần ngủ nha Nhung Trần. 65.000. 65.000. Em có lấy một cái này em mặc luôn rồi. Bây giờ hiện tại em còn M. Em M này khoảng chừng 48 cân đổ về. Em M là khoảng chừng 48kg đổ về giùm em. Rồi L là khoảng chừng 52kg đổ về.
XL á là khoảng chừng 55 cân độ về và 3XL là 60 cân độ về nha mấy chị. Nó có 2XL nữa, 2XL hết rồi. Đúng rồi chị, vải giấy đó. Ok, bà không nói tôi không nhớ. Phải nhỏ vô nha để biết đường dồn đơn chung. Rồi 39.000 chia sẻ livestream giùm em đi mấy bà ơi, dễ thương lắm luôn. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị ơi. Quần này size nhiêu vậy trời? 65.000 cái quần ngón mấy chị, cái hàng EXO này mấy chị mặc đã lắm mấy chị ơi, mấy chị cứ yên tâm. S dưới 45-48kg, L dưới 52kg, XL là dưới 55 cân và L 2XL là dưới 50-57kg, còn 3XL là tới 60 cân luôn. L chị nhung trần hả? Nhung trần nè, 65.000. Rồi áo giấy còn 3 màu. Em đổi đó chị heo nhựa ơi. Rồi lên set đợi chút xíu nha cưng. Rồi áo em còn 3 màu mấy chị ơi, ai hốt em đi mấy chị. 39.000 nha mọi người, 39.000 lên like lấy tương tác cho mấy chế nè. 39.000 giùm em. Ai lấy chốt em liền kèm em số điện thoại nha. Quần có M không có S. Quần M là nhỏ nhất. Chúc Lệ Nguyễn lấy M nhỏ nhất nè. Chị quần M ly ly. Trời hết quần M luôn chị ơi, còn L được không? Cái trên nhau có tí xíu rồi chị lấy L đi. Có co dạng nữa chị ly 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 ơi. Mặc cái này thì mình thoải mái hơn thôi. Thí dụ mà mình xô mình một ngày nào đó mà mình mặc một ngày trời mưa tối trời đó mình có lên cân á. Quần ngố chị mặc thun hả chị? Ừ nó là thun mà nó có size luôn cân. Ý là nó có là vừa là thun mà nó có size luôn nè. Đó, mặc cho đã thôi. Một áo đỏ chị Tuyết Mai nè. Rồi áo còn hai màu nha mọi người nha. Bộ đồ lên chưa? Dạ bộ đồ em lên rồi. Bộ đồ lên rồi Hiếu ơi, mà chị còn em. Chỉ còn 5 bộ đùi, hết luôn rồi. Quần còn mấy cái hết hàng đó chị ơi. Áo còn trắng xá cho em luôn, 39.000. Hết hàng, hốt giùm em luôn đi. Đầu xu đuôi lọt coi. Bé Diễm lấy tui một cái. Mà lấy cái size gì? L ha. L XL. Lấy L cho bà đi nè. L đi. Quần đang mặc là quần nâng mông XO em ơi. Bây giờ còn XL, L với lại 3XL mới chạy trên nhau tí xíu à. Cái căn bản á mọi người là cái quần này nó là quần dạng nè, nên là mọi người mặc vào á thì nó sẽ ôm sát mọi người thôi. Còn chị nào á mà bự hơn á, mấy cái quần size lớn thì nó dạng nhiều hơn thôi mấy chị ơi, chứ cái form của nó cũng vậy thôi à mọi người. Hả? Nên đi hết em mờ nè, em mở cho mấy chị coi cái quần 3XL nè, nó dày nè mấy chị, cái form nó dày nè đó, nó sẽ co dạng theo cơ thể của mọi người mặc vào nó sẽ co dạng nữa ha. Còn lấy chị cái L XL đi chị, XL đi chị Tuyết Mai mặc cho thoải mái chị ơi. XL đi. Cái form này coi dẻo nó chị yên tâm đi. Quần nào cũng vậy thôi à. Rồi còn một cái em mặc một XL là cái 3XL này dành cho mấy chị đẹp 60kg nè. Chị nào 60kg không có chưa có quần ngố mặc không? Hốt giùm em cái này có một cái một thôi. Quần 62kg Nali không có chị ơi. Rồi bây giờ còn có một XL với 3XL là hết hàng. Nó còn mấy cái thôi chị hết rồi. Rồi áo thun giấy còn hai con, áo thun giấy còn hai con nha, một trắng với lại một một xám hết hàng rồi. Ok giùm em, bây giờ em lên với bà chế cái mẫu set set đi chơi nè, con gái chị nó đợi nãy giờ tội nghiệp nó. Bữa nay rồi tôi vô cái like là like đổi rồi, vô cái like là like đổi hàng rồi, còn lại cái đỏ cho em đi ngồi, còn cái xám đang mang nữa thôi. Trời ơi cái set này đúng đẹp luôn nha mấy chị. Trời má, cái quần nó đẹp ghê hồn luôn á trời. Đây nè mấy chị, cái quần nè hơi bị xinh luôn, bê đê quá ông nội, trả lại cho tôi. Đây nè, cái quần siêu đẹp luôn nha mấy chế. Trời ơi, cái xếp cánh dơi nè mấy chị, cái xếp cánh tiên chứ lộn. Ây, trời ơi, xinh chưa? Xinh chưa bà chế ơi, bao đẹp giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi em này giùm em luôn 89.000 mấy chị, 89.000 giùm em luôn. Lưng chun nè. Ok, chị Tiết Mai lấy luôn cái màu xám nè. Còn cái đỏ ai hốt giùm em luôn trời. Rồi em lên form. Quần em đang mặc là em đang mặc luôn rồi, em không có phải hát nữa nè. Quần này là em lấy em bận hồi chiều nay rồi nè. Thích lắm mấy chị. Rồi lên set này cho bà chế coi ha. Trời, set này đẹp quá vậy. Sắc luôn. Lên một mẫu set đi chơi cho mấy chị nữa nè. 62kg, cao 1m59 vừa không? Dạ không vừa chị ơi.
không có vừa nên chị Trương Văn ơi. Set này tầm 58 cân độ lại là mặc ok chứ. Set này đẹp quá trời luôn á chị, nổi cái áo thôi là mới đẹp rồi đó mấy chị. Nổi cái áo thôi là mới đẹp rồi đó nha. Cái quần nè. Trời ơi em thích cái túi này quá à, nó làm cái túi giả dễ thương ghê luôn á. Rồi em lên màu nha mọi người nha. Set này cho em giá là 89.000 một bộ thôi, rất là rẻ mấy chị ơi. Áo sọc 45k còn chị, còn hai cái kìa. Đáp rồi em bung màu đi cho chị coi lại nha. Còn được 2-3 cái hết hàng luôn rồi. Rồi có 4 màu giùm em mấy chị ơi, 4-5 màu nè mấy chị, 5 màu ha. Em lên màu nè. Set giùm em nha mọi người nha. Trời ơi, Dũng dễ thương luôn á mấy chị. Cưng ghê luôn không? Áo hồng là quần đen giống như em đang mang nha mọi người. Rồi áo kem, quần kem, áo kem, quần kem giùm em luôn. Set này giá chỉ có 89.000 một bộ thôi. Má chế ơi, nhìn cái áo nè má chế. Nhìn cái áo thôi là biết đỉnh luôn. Nhìn cái áo biết đẹp liền luôn á trời. Quá xuất sắc luôn. Áo trắng, quần trắng mấy chị. Áo trắng, quần trắng giùm em. Rồi chị, đợi em xíu nha. Rồi áo xanh lá, quần quần đen. Áo xanh lá là cái quần nó màu đen nha mấy bà. Rồi quá xinh luôn. Giá giùm em 89.000 một bộ. Rồi toàn mẫu set này đi. Tính để ngày mai like với bà đó mà thôi, giờ like luôn đó. Rồi áo sọc nó chị nào hỏi em nè. Chị Mai ơi, còn được hai màu thì chị Mai ơi. Mẫu nào lắm ta? Áo ba lỗ xanh chuối còn không chị? Hết rồi Hồng Dương. Áo ba lỗ xanh chuối hết hàng rồi cục cân. Áo sọc này chị Mai 45.000 nè, em còn hai màu, một cái sọc đen với lại một cái sọc sọc đen nhỏ, là cái sọc đen. Một cái sọc đen nhỏ lại một cái sọc đen giùm em nha chị đẹp. Đây nè. Rồi, set 3 bỏ trắng với chị An nè. Chị An Cara. Đây mấy bà. Ta lấy chốt giùm em nha mọi người nha, đây còn được hai cái. Nè. Chị gì? Chị Tuyết Mai lấy luôn hai cái này giùm em luôn không? Còn có hai con hết hàng luôn rồi. Còn có hai em à, lấy luôn em luôn không chế. Rồi em lên áo phân rộng. Trời áo này đúng dễ thương luôn. Đây áo này là gọi là áo bóng chày mấy chị. Áo này là áo bóng chày giùm em nha. Đây, form áo bóng chày giùm em luôn. Cái này mấy bà chế mặc quần sọt đẹp nha mọi người. Mặc quần sọt đúng xinh luôn á mấy chị. Đây, áo bóng chày giùm em nè. Chị Tuyết Mai có lấy áo không vậy trời? Trả lời em có coi. Không lấy thì nói không lấy. Còn bộ ngố nào không chị? Dạ còn chơi. Ngố nha em là một kho tàng văn học luôn. Nhiều lắm chị, đợi em tí đi. Áo bóng chày giùm em mọi người. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn. Rồi xỉ giùm em nha mấy bà ơi, 30 lẻ giùm em, 40.000 cái áo bóng chày, form to luôn, 60kg mặc vừa luôn, má ơi rẻ xỉu luôn. Màu tím, màu xanh bơ, màu xanh, màu hồng, màu đen. Trời ơi dễ thương chưa, màu trắng mấy chị ơi, áo bóng chày 40.000 cái áo bóng chày luôn mấy bà. Xuất sắc luôn. Cái này mấy chị không lấy được đâu là em chấm cơm, chấm muối tiêu luôn. Trời ơi, màu trắng xinh quá à, 40. Lên màu càng sáng nọ giùm em nha. Quá đẹp mấy chị ơi, chốt giùm em liền. Trời ơi, Tuyết Mai có lấy không trời. Cái đường bỏ coi. Sách chị mặc 89. Cho gì mà vani? Vani lấy cái gì vậy? Chưa như đơn chưa đi em ơi. Rồi ok em chốt. Vani lấy cái gì vậy? Lấy set ra lấy bộ, legging. Legging chưa rồi. Legging chừa cho em rồi, ok. Rồi em lên áo với chị 40. Áo trắng, áo vàng,
áo đen, áo hồng, áo xanh, áo tím. Rồi ok, màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi chị An nè, An Cara, ok chị đẹp luôn, màu kèm số điện thoại giùm em á. Chị ơi đẹp quá à, trời ơi xinh ghê luôn á. Áo màu xanh bơ cưng quá à. Khi nào về maxi dập ly vậy chị? Chị không có biết, chị hết hàng taxi dập ly rồi, chị không có về nữa nữa em ơi. Cái hàng taxi dập ly là chị không có về hàng luôn á. Ê ê ê ê. Kìa kìa, kẻ hủy gì kìa. Đây nha mấy chị. Trời ơi, dễ thương quá trời quá đất luôn bà con ơi. Xinh quá. Thanh thương 40.000. 40.000 một cái áo bóng chày mấy chị ơi, xỉu. Quá rẻ quá đẹp giùm em luôn nha cả nhà ơi. Ai lấy áo 40, cái áo 40 giùm em. 40 nha mấy chị. Ấy, hồi hôm qua chị mới sale xong luôn á. Hôm qua chị mới sale cho khách chị luôn, cho nó hết luôn á, chị không có về mỏng luôn á, chị sale luôn rồi. Ai nha mấy bà chị ở nha, màu giùm em. Màu xanh bơ. Xanh bơ cho như ruby nè. Áo đẹp quá trời luôn, có 40.000 á thì. Ôi vải đúng kỳ luôn. Ok, như ruby áo xanh bơ nè. Anh xỉu chưa? Rồi, màu đen. Màu đen chất chơi người dơi. Xinh quá à. Áo đen áo trắng giùm em nha mấy chị. Áo hồng 40. Áo trắng là chị Trương Diễm nè. Áo trắng chị Trương Diễm 40 nè. 40.000 giùm em. Ok chưa, áo hồng dễ thương lắm mấy chị. Áo hồng cân nha 40. Rồi ai lấy áo chốt áo giùm em luôn. Áo hồng. Và hàng không có về nữa nè. Rồi áo hồng, áo đen về hàng nữa chị bán cho mình em luôn á. Anh ơi tại vì bữa giờ không có ai hỏi cái mẫu đó trơn nên không dám về luôn á. Áo xanh bơ mấy chị còn một con nè mấy chị. Áo xanh bơ với áo vàng áo trắng nha, 40 giùm em. Rồi áo ai lấy áo chút áo kèm số điện thoại. Rồi em lên xếp bộ ngố nè, lát hồi em sẽ có lên hàng sale rẻ nha mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em nha. Rồi em lên bộ ngố mới về. Món này chưa có đăng hình, ngày mai em trả hình cho mọi người nha. Vải rất là đẹp. Vải cực kỳ đẹp luôn. Trắng cho Ngọc Nhung đang mặc luôn. Áo xanh bơ cho Nhung Nhung. Áo xanh bơ cho Nhung Nhung. Trời ơi cái bộ món này siêu đẹp luôn nha mọi người. Ngố xẻ tà trời ơi nó xuất sắc luôn á chế. Cái này ngày mai đăng hình cho mọi người nha. Trời ơi ngố hạt hình là đúng đỉnh luôn á chị ơi. Rồi xỉ giùm em nha mọi người nha. 653 cái gì? Xỉ cho em 53.000, lẻ cho em 69.000 một bộ mấy chị ơi. Xẻ tà giùm em nè mấy chị, vạt bầu nè, đúng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn, cái bộ ngố này bao hot cho mấy chị. Màu về là y hình. Ngày mai em sẽ đăng hình cho mấy chị sau nha, nhưng mà em phải đảm bảo mày luôn rồi mấy chị, y hình luôn. Em quên đăng hình cái set này. Có 3 màu mấy chị. Có 3 màu giùm em. Có bộ đùi bận ở nhà không chị? Có em. Em muốn mua đồ 2 dây hay là sao? Bộ đùi bận ở nhà hôm nay hình thú chị hết rồi cân. Để bà ơi. Áo gì? Áo hồng là quần xanh giùm em. Áo hồng là quần xanh thế này giùm em ha. Rồi. Áo nu là quần đen. Và áo hồng đậm là quần sáng mấy chị. Trời ơi nó dễ thương má ơi, cái áo hồng đậm quần xám này siêu cân luôn nè mấy chị. Áo hồng đậm quần xám này là siêu dễ thương cho em luôn á nha. Trời ơi y hình chưa. Em nói cái này đang rất là hot luôn. 3 màu hồng đậm, hồng nhạt và màu đẹp, màu nu giùm em nha mấy chị. 69.000 một bộ thôi. Bộ ngố phối màu giùm em mấy chị ơi, siêu xinh luôn. Tính để ngày mai like á. Mà lỡ rồi lên luôn nè, cho chị tiết mai hai cái áo luôn đi. Bum bum. Ai cháu ra mặt của người lấy nè. Thứ thở. Trời ơi. Sao? Ăn đi, ngồi ăn đi, ngồi mâm mâm đi. Con ngồi đó mâm mâm đi. Ngồi đó mâm mâm đi cho mẹ thay đồ, mẹ bán cho mấy con cái đã. Bộ đùi bận cái gì em còn, chỉ có nhưng mà hàng là bộ đùi thể thao không mà cưng ơi. Còn bộ đùi mà kiểu mà đơn giản á. Bộ đùi 2 dây đồ á.
ngày mai nó có hàng thêm á em. Trời ơi, cái bộ này đẹp nè Vani ơi. Anh đến lấy bộ này về bán liền Vani, trời cho nó đúng dễ thương luôn á. Trời, y chang hàng shop luôn á. Y chang hàng shop luôn á trời. Trời ơi, cái bộ này hot lắm, cái bộ này là của bà Võ Lý Kim Ngân nè. Bộ này là bộ của Võ Lý Kim Ngân bán nè, đẹp quá trời luôn. Rồi em lên màu lại cho mọi người nha. Bộ này giá chỉ có 69.000 một bộ thôi. Có xẻ tà giùm em luôn, hơi bị xinh. Áo hồng quần xám đúng xinh luôn nha mấy chị. Rồi, áo hồng nhạt quần xanh. Trời ơi, mấy thiệt luôn, đúng đẹp. Ba màu đẹp quá trời luôn. Phối như vậy lên nó mới lạ nha mấy chị. Rồi, chị An Cara lấy ba bộ ba màu nè. An Cara lấy ba bộ ba màu nè, ok tình yêu luôn nè. Rồi, còn ai lấy ngố nữa không? Không lấy nữa thôi, ngày mai em like nha. Ngố ngày mai em like tiếp. Rồi, mẹ biết rồi. Ừ, không sao, mẹ biết rồi. Rồi. Lên áo khoác dập. Chị đâu có áo khoác dù đâu em. Chị đâu có khoác dù đâu gái. Ngố nuôi chị xung đất nè. Mấy chị không mua là để ngày mai em like à. Thiệt luôn, cái này rất là đẹp luôn anh. Để em quên đăng hình. Ngố này em quên đăng hình đó mọi người. Ngố đẹp lắm. Giá chỉ có 65-69 ngàn bộ à. Em lấy ngố hồng quần sáng cho Tuấn Nguyễn, lên thông tin giùm em nha. Tuấn Nguyễn lên thông tin giùm em. Xinh ghê luôn á trời, cái bộ này á, siêu cute luôn. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi. Được chưa? Sao? Rồi em lên sale nè mấy chị. Bé nó qua bên ba đi. Ba ăn cơm. Đó là áo cái ơi. Đó là áo chị nương chồng. Cái này đúng không? Cái này là áo. Áo phông rộng. Áo phông rộng 59 ngàn cả giùm em. Rồi ok, lên điện thoại rồi nè. Dạ ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn nha chị nè. Cái áo này tính ngày mai bán nè mọi người. Tại vì hôm nay like tới 2-3 mẫu lận. Còn dư lại mẫu này chưa like. Rẻ lắm luôn, có 59 ngàn à, thiệt. Các bà chế chia sẻ giùm em đi nha. Em lên hàng sale cho bà chế đây. Lên sale siêu rẻ luôn nè mấy bà ơi. Bán xả mẫu cho mọi người nè ha. Rồi bộ giùm em mấy chị ơi. Bộ quần ống rộng mấy chị. Áo cột nơ. Áo cột nơ giùm em luôn. Nguyên set này giùm em mấy chị ơi. Sale cho bà chế của em nè. Sẽ để nhường ra 89 ngàn. Cho em xem màu áo đó đi chị. Rồi đợi chút xíu vậy lên cho coi. Tính để ngày mai like á. Đó là ngày mai câu view luôn á. Đây mấy chị á, 89 ngàn nha mọi người. 89 ngàn thôi. Cái này mở bán trăm mấy nha. Hết bộ đùi rồi hả chị? Rồi lên nãy giờ mấy bộ đùi luôn không chốt. Quần dài tới đâu vậy chị? Quần dài ngang mắt cá giùm chị. Cho em coi màu xanh Chanel đi chị. Không có xanh Chanel, không có xanh em ơi. Cái này là LV. Cái xanh này là xanh LV giùm chị. Cũng giá vậy luôn, 59 ngàn. Quần dài ngang mắt cá giùm em chị ơi. Quần nó dài lắm chị, bao đẹp luôn. Đây nè, có màu nè, hồng. Mấy chị chốt em là hồng Chanel, đen Chanel, cam nè, trắng nè, với lại màu vàng nha. Đó, Chanel trời ô đồ đó. Anh thì chốt giùm em ha. Được chưa? Còn cái bộ này là em còn mấy bộ em sale 89 ngàn. Em sale thả mẫu cho mọi người nha. Còn được 3 bộ, có một màu nude duy nhất thôi. Hàng thiết kế cho mọi người luôn, bao dễ thương giùm em. Tình yêu lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha. Xanh bơ chờ neo kìa chị. Cái con nhỏ này nó nhây ghê ta. Nó không có xanh bơ chờ neo mà cứ đòi xanh bơ chờ neo ở khúc nào. Xanh bơ chờ neo về nhuộm bận gân không có nha. Nhây ghê. Mà đừng có đã tên là Nhung Trần nữa mà để nó lộn, đừng đã tên là cái gì Như Ruby nữa, để như tên là Như Nhây đi. Nó không có màu đó mà cứ. Cái mẫu nó mẫu khác, xanh bơ là mẫu khác. Bộ chị mặc còn nha Ngô Thị Nị ơi, 69 ngàn giùm chị. Như Như lấy cam Chanel. Như Như lấy cam Chanel. Ngô này nhiêu vậy? Hả? Ngô này 69 ngàn, ngô đã mặc 69 ngàn. 4 Chanel. Bộ chị mặc còn Nị ơi, Nị lấy màu gì Nị? Có 5 màu, chị An lấy hết luôn đi chị Hân. Chị An Cara. Có 5 màu, lấy hết 5 màu luôn đi, còn chùa lãng màu cho em chi trời. Sao chị nói tên em buồn ghê á chứ. Lộn. Lộn làm gì dữ hả mày.
nói lộn mày nói lại bay. Làm gì dữ hả? Mày gì ta? Trời ơi, cái set này còn màu trắng nè người ơi á. Nè, cái set này màu trắng để cho bà tờ tiên la luôn nè, cháu đủ luôn nè. Set màu trắng cho bà tiên la luôn nè. Rồi cái này cái bộ dập ly mấy bà ơi. Bộ dập ly em sale 89 luôn mọi người. À lấy bộ dập ly, chút bộ dập ly cho em nha mọi người nha. 89.000, siêu dễ thương luôn. Dập ly 89.000 giùm em nha mấy chị. Siêu xinh. À lấy dập ly, chút dập ly nè, 89 giùm em luôn. Còn một bộ, hai bộ. Còn hai bộ dập ly 89.000. Đây chị nào lấy chốt cho em luôn ha. 89.000 sale luôn. Sale nó sale xả mẫu cho mấy bà luôn. Pyjama còn không chị? Hết pyjama, còn tiểu thư luôn được không em? Còn tiểu thư được không? Ngọc Nhung lấy áo màu trắng cho Nhung chưa? Chưa lấy Ngọc Nhung, vậy em ghi nè. Rồi quần, quần ngố mấy chị ơi, quần ngố 99.000 giùm em còn size M. Ngố 99.000 em còn M mấy chị. 99.000 nha mọi người nha. Rồi còn M. Còn một cái mã M. Rồi còn một cái mã nút. Một cái mã trơn nè mấy chị, M luôn, 99.000 giùm em luôn. Rồi còn có một gỗ rồi, em còn có một màu thôi. Còn có một size chứ lộn, một size giùm em luôn nha. Rồi chân váy beo nè. Chân váy beo ra còn hoài luôn á trời. Áo có số hồi nãy á chị. À chẳng có số hồi nãy chốt cho bà Ngọc Nhung chưa? Rồi. Chốt rồi, thì bỏ cái áo trắng hồi nãy ra đây cho em. Rồi chân váy beo mấy chị ơi, chân váy beo em sale 49.000. Size L nha mọi người. Size L, SML. Chân váy beo 49.000 SML giùm em có size cho mọi người luôn. À lấy size nào chốt em size đó kèm số điện thoại SML nha. Rồi tình yêu lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Rồi. Tiếp tục. Nè bộ đùi này còn bộ nội y có ai hốt không? Bộ nội y thì chơi giá cao không mua. Đây để em lên sale cái sơ mi thì cho mọi người nha. Bao bên lò cho Hà Trúc Lệ 49.000. Pyjama 79 hết hàng rồi gái ơi. L nè. Bộ em đang mặc lẻ lắm luôn á, có 69.000 mà dễ thương quá trời, dễ thương. Cái này đang hot quá trời luôn. Này em còn bộ đùi nữa nè mấy chị. Bộ đùi con gấu nè, quên nè. Quên. Hạnh Lê ơi còn đây không em? Hạnh Lê còn đây không em ơi? Để em lên xem mấy cái hàng pyjama mấy cái hàng lẻ lẻ mẫu cho mọi người ha. Trời ơi, cái bộ này siêu to luôn mấy chị. Đây cái này là hàng Thái nè mấy chị nè. Hàng này hàng chuẩn shop nha mấy chị nha, là sẽ giá rất là cao luôn, form to 60 cân mấy chị mang thoải mái luôn cái quần nè. Nhìn cái form thôi là biết đẹp liền luôn. Mày biết giờ này like, giờ này biết còn ai coi em không nữa. Đây bộ mặc ở nhà. Cưng quá là cưng luôn. Rồi xỉ cho em 55, lẻ cho em 69.000 bộ. Xỉ 55 lẻ 69 nha, bộ đang mặc qua lấy chưa? Hả? À. Còn em lên cái bộ này cho mọi người nè, bộ này có 10 bộ mấy chị ơi. Ai hốt giùm em luôn đi. Phơm to lắm nha mấy chị, bộ mặc ở nhà nè mọi người. Bộ mặc ở nhà giùm em luôn, bự cho bảy cho mấy chị luôn nè. Đây ha. Cái này là hàng to lắm mấy chị ơi nè. Hàng Thái nha mọi người nha. 69.000 giùm em, mấy cái bộ này mấy chị ra ngoài mấy chị mua là 80.000 bộ không á. Đẹp lắm luôn, hàng 2 dây thiệt. Nhưng mà cái vải mát lắm. Vải mát cực kỳ luôn, có cái nơ nữa. Xinh ghê luôn. Đó, form siêu bự nha. Rồi cái này dành cho mấy chị nào mà bự bự con này ha. Mua hàng rẻ mà không có vô thì mua hàng cao cấp hơn một chút. Vẫn ok nha mấy chị, rồi 69.000. Màu giùm em nè, màu kem nè, màu vàng nè. Màu xanh nè mấy chị, với lại màu hồng. Kem vàng xanh hồng 69k. Có ai lấy không? Không lấy qua mẫu. Ngố này em còn một mẫu này thôi, bộ đùa này em còn mẫu này. Cột lại giùm em. Rồi áo sơ mi em sale luôn 69.000 mấy chị ơi, tay dài. Sáng nè, không, họ người ta họ màu trắng đó ơi. Không có biết, đừng có nói nữa mệt quá à. Bốn màu chị An luôn, chị An Cala luôn nè, bốn màu, 55.000. Bốn màu bộ. Rồi áo sơ mi mấy chị, Gucci giùm em.
Rồi sale luôn cho bà chế luôn 59.000 Gucci trắng. Áo sơ mi Burberry sale luôn cho mấy chị luôn. Đây nha, áo sơ mi Burberry giùm em luôn, sale 49.000 luôn. Sơ mi Burberry sale 49. Sơ mi Gucci này là cái vải sơ mi con ong nè mấy chị, rất là đẹp nha mọi người. Đẹp lắm cái áo sơ mi này ha, còn đúng được hai cái màu trắng. 59.000, rồi cái này sale 69 tay dài luôn. Sơ mi em còn 4 cái. Cái này em làm biến mặt quá à. Thiệt mặt lên là hết nhưng mà làm biến quá à. Tuấn Trần thêm một bộ đang mặc màu xanh. Bộ mang còn em. Bộ mang mới lên nhưng mà xỉ tới 55.000 lận nha Hạnh Lê. Sơ mi 49. Chị An nè. Rồi áo của bẻ màu đen mấy chị ơi, một cái duy nhất giùm em luôn, sale luôn cho mấy chế luôn nè, 35.000. Của bẻ đen 35.000 giùm em nha. Rồi áo hồng hồi nãy còn nữa nè. Gu xì trắng cho chị Linh Linh nè. Linh Linh 59.000 nè. Đọc qua nhớ giá giùm em nha. Rồi một con Mickey tay dài mấy chị. Đây hàng thun giấy luôn. Ở lộn Mickey form dài với lộn thun giấy. Rồi sale 35.000. Mấy chị chốt em luôn. Thun giấy 35 nha. Thun giấy 35. Bộ chị mặc 69.000 giá lẻ em yêu. 69.000 giá lẻ giùm chị. Cái này là hàng form to mấy chị ơi. Hàng form to mặc đã lắm. Rồi Mickey đỏ luôn, 35.000 luôn. Sơ mi tay dài đi chị. Đây nè gái có một cái một thôi. Nè em có một con một em sale luôn 69.000 hết hàng rồi. Chị 2 giây qua chị like còn không, hết rồi cưng ơi. Hết rồi em yêu ơi. Cái nào 69.000. Trời ơi nói giá từ nãy tới giờ mà hỏi tới hỏi lui hoài luôn á. Làm như đắt lắm vậy trời. Mà hỏi hoài luôn, có mẫu hỏi tới hỏi lui hoài luôn. Rồi set vest giùm em luôn. Sơ mi trắng nè. Ankara nè, rồi còn cái sơ mi nâu. Còn một cái sơ mi nâu cuối cùng giùm em. Rồi bộ vest mấy chị ơi sale cho mọi người luôn. Bộ vest em sale em bỏ mẫu mấy chị nè, 79.000 giùm em nha. Vest sale bỏ mẫu giùm mấy bà luôn, 79.000. Em còn hai màu, vest màu nâu với lại vest màu đen. Sale bỏ mẫu nha mấy chị. 79.000. Vest nâu vest đen luôn 79.000. Còn hai cái sale bỏ mẫu, chị nào lấy thì chốt giùm em vét. Sale này là đợt này là sale giá rất là rẻ luôn nha mọi người nha. Người không lấy là thôi em bỏ tay luôn. Rồi bộ gì ta, Adidas 59.000 nè. Rồi em sale luôn, còn bộ sale 49 luôn. Beo Adidas giùm em luôn 49.000. Ai lấy chốt em luôn bộ beo. Lấy em áo chờ neo hồng dồn đi như ruby. Chờ neo hồng dồn. Ok em. 49 kìa. Chờ neo bộ kìa. Rồi set này em sale luôn nha mấy chị, có một set một thôi. Sale cho bà chế của em luôn nè. Trời ơi, set này bao dễ thương luôn. Cưng lắm mấy chị nha, quần nè mấy chị. Rồi em sale luôn cho bà chế luôn 73.000. Set thiết kế giùm em luôn nha mấy bà, mặc đi chơi thoải mái. Beo em hết đi chị ơi. 73 giùm em mấy chị. Bằng giá sỉ luôn. Set thiết kế 73. Alo. Không ạ. Chị Facebook là gì vậy chị? À rồi, Nguyễn Thị Hoa đúng không? Sao không đặt trên like luôn trời? À rồi ok chị, rồi làm xếp màu hồng cho Nguyễn Thị Hoa hồi chiều luôn. 73.000 nè, ok chị. Bộ màu trắng này đắt hết rồi nha chị nha. Giờ em đang like chị, giờ em không có thể nào đứng em máy được đó. Có gì chị chụp màn hình lại giùm em đi. Cũng thôi comment đại trên like đi, chỉnh âm thanh nhỏ xuống nha. Ok chị. Ok chị. Rồi áo khoác còn cái xe với chị luôn 50.000. Áo khoác đen 50. Chia sẻ giùm em nha. Không chia sẻ không chốt được luôn đâu, 50.000. Áo khoác 50.
Anh lấy phát 50, cho phát 50 giùm em. Phát 50 ngàn đó chứ ơi. Rồi, bộ trắng beo mấy chị. Ai lấy phát 50, cho phát 50 màu đen em nha. Rồi, trắng bèo luôn. Phát đen cho Hiếu hạnh phúc. Rồi, set này em sale cho mấy chị luôn nè, 69 ngàn set trắng. 69 ngàn set tiểu thư trắng giùm em luôn, quá rẻ. 69 ngàn tiểu thư trắng. Còn một em duy nhất 69 ngàn. Chốt giùm em. 69 ngàn tiểu thư trắng. Trời ơi, nói thiệt cái đầm này móc con lông con lá gì em không hiểu nữa mấy bà ơi. Mà ai đặt cái đầm này xong á cũng không xả thì cũng bơ mà không hiểu nữa. Không hiểu luôn á. 59 ngàn đồng cam bị dính phốt cái hoài luôn á trời. Sale luôn á chị, 59 ngàn đồng cam nè. 60 cân có chéo an thoải mái giùm em nha mọi người nha. 59 ngàn đồng cam giùm em luôn. Không hiểu. Cái đầm này giống như là em bị dính lời nguyền huyết ngải hay gì á. Em bán rẻ nha mấy bà nha, nãy bán rẻ là rẻ lúc 59 ngàn à. Xong đặt xong rồi cũng xả đơn, nãy cũng hiểu nó má ơi, cũng chết luôn vậy trời. 59 ngàn. Rồi có một cái set thiết kế này đẹp nè, mấy chị em sale luôn nha cả nhà luôn nè. Trời ơi nhìn là cái là biết xuất sắc liền luôn. 89 giùm em nha cả nhà nha, cái này là hàng thiết kế. 89 ngàn mấy chị nhìn cáo sơ mi này mấy chị biết rồi. Form siêu đẹp luôn, 89 ngàn giùm em. Sale luôn mấy chị ơi, trời ơi cái này em bởi mang trăm mấy nè mọi người. Có một em duy nhất thôi. Xếp thiết kế giùm em, 89 ngàn. Chị nào mà dễ như mình hay đi làm, không sợ đâu mọi người. Lấy cái xếp này về, cái quần mấy chị có thể mặc áo 2 giây mấy chị mặc đi chơi. Còn áo mấy chị có thể phối với lại quần tay mấy chị mặc đi làm. Đó, 89 ngàn. Quá chị xịn sò luôn. Rồi áo thun. Áo thun và hở lưng nè mấy chị. Rồi đây, áo thun họ lân 33 ngàn sale luôn. Màu xanh, màu đen, màu trắng 33 ngàn. À lấy áo thun cho áo thun kèm xích hỏi giùm em. Rồi em có một cái áo bèo trơn mấy chị ơi, 39 ngàn áo bèo. 39 ngàn áo bèo nha. Rồi thôi mấy bà không mua nữa thôi nghỉ. Chứ lên nãy giờ mấy mẫu rồi, mấy chốt vậy trơn. Rồi set áo sơ mi mấy chị. Áo sơ mi với lại cái quần em là sale luôn với bà chế luôn 79 ngàn. Phải đuổi nha mọi người nha, phải đuổi nha. Rồi 79 ngàn set đen mấy chị ơi. 79 ngàn set đen, ngày mai lấy set đen, chốt set đen nè. Rồi thôi, chị không ai lấy nữa, em nghỉ nha. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị rất là nhiều đón xem live của em nha mọi người. Nhớ khung giờ live của em hằng ngày là 7 giờ rưỡi nha. Để gì vậy ta? Trời ơi, cái đầm này không có hàng bán mấy má ơi. 49 ngàn, chốt đi, đẹp lắm. Thiệt luôn, không có hàng bán mấy chị, chốt đi, đẹp lắm luôn á. Chân váy tầng còn không chị? Xếp đen cho Cẩm Hảo. Ngày mai lựa thêm giùm em nha. Chân váy tầng còn không chị? Màu đen hả? Đây có không? Trong cái tầng này có không? Sơ mi tay ngắn còn không chị? 60kg vừa không? Không em ơi. Phương ngát vô lấy cái đầm dây 49. Phương ngát vô. Gọi em cái đầm tầng này có không chị? Đầm tầng 65 ngàn nè. Còn luôn màu trắng đúng không? Thích màu gì tôi có màu đỏ hết đó là ơi. Nè màu trắng này chị đẹp. Được chưa? Trắng nè. Tùm nhát vô. Set này siêu xinh luôn. Set 2 dây quần đồ quần ngổ. Sale luôn cho bà chế luôn. Đây, dễ thương xỉu luôn chị. 65 ngàn. Bộ 2 dây hello, cái gì baby. Bộ 2 dây baby nè.
Ok. Xét sơ mi lan em hết chị Giang Trần. Chút Châu lấy cái chân vẫy nè. Bộ 2 dây dồn đơn cho Cẩm Hạo. Vậy là có 2 bộ luôn rồi nè. Bộ 2 dây 69. Ô lộn, 65. Với cái set đen hồi nãy á. Đen cái sơ mi hồi nãy rồi đây. Đen sơ mi nè 79.000. Rồi set này nha mấy bà chế nha. Vải bao đẹp luôn. Chị thấy cái vải của nó không? Ok chị, mai em chút đơn cho chị ơi, yên tâm. Rồi bộ này em sale luôn mấy chị. Set sơ mi nha mọi người nha. Màu đen sale luôn với bà chế luôn. 89.000 màu đen dùm em. Ai lấy chút em set sơ mi 89. Set sơ mi 89.000 màu đen giúp em nha cả nhà. Rồi một cái đầm hoa mấy chị ơi, sale luôn cho mẹ em luôn mấy chị. 75.000. Đầm hoa 75 nha mấy chị, đẹp lắm. Có cái nơ như vậy nè mấy chị. Đó, cái cổ kiểu là cổ lọ ha, cổ lọ lai bèo nè mấy chị, xinh lắm luôn. 75 giùm em nha. Có một em duy nhất thôi 75.000. Hoa. Hoa 75. Bộ giảm còn bộ nào không trời. Trời ơi, Adidas em còn bộ trắng nữa mấy chị, em tưởng hết rồi mới ghê chứ. Adidas đùi em còn bộ trắng nè. Adidas đùi nha khách ơi, còn một bộ trắng cho mấy chị nha mấy chị. Adidas đùi còn bộ trắng nha. 55.000 mấy chị ơi. Rồi em còn một cái áo thun giấy mấy chị. Áo thun giấy trơn giùm em luôn ha mọi người ha. 30. Alo chị. Màu gì chị ơi, màu trắng hay màu đen? Trắng hả? Rồi à. 55.000 chị nha. Vậy rồi. Ờ nhắn tin đi trời. Đen 30 cho Hân Hân. Ủa cái này nó nằm trong 3 miếng hả? Đúng rồi. Đen 30 cho Hân Hân. Rồi áo tay dài giùm em 49.000, bu rip co giãn. Áo này còn nhiều màu lắm chị. Chắc tôi chết bà ơi bà. Bu rip tay dài còn 3 màu. Màu xanh, màu vàng với lại màu... Trời ơi trời, sao được vậy luôn vậy? Nói đi chị. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Rồi, tay dài nè mấy bà ơi, 49.000 nè, áo này đẹp mấy chị, cái này mua zip nha. Mua zip 49, cái cổ đẹp mấy chị, cái cổ bao dễ thương luôn. Được chưa? 49.000 ba màu giùm em luôn. Rồi còn ba cái, bốn cái hết hàng. Tay dài 49.000. Rồi còn cái tay dài mấy chị, tay dài màu vàng luôn nè, 30 luôn. Đây tay vàng, tay dài màu vàng, cái này cổ chóc cơ nhẹ 30. Xanh thì chị Trúc Châu 49. Trúc Châu 49. Áo 30 còn 1. Cái này xách vét nè mấy chị. Xách vét này hàng mới nha. Chị Hân, chị An Cara lấy cái set này luôn nè chị. Là chị ơi, cái này đẹp nè. Cái này bao đẹp luôn chị. Rồi nguyên set này xỉ có 63.000. Rẻ cho em 75.000 một set. Áo vàng 30 Nguyễn Thị Kiều Trang. Áo vàng 30 Nguyễn Thị Kiều Trang. Bộ này xỉ 63 nè. Cuối live stream mà nè, quên nè. Áo nu tay dài 49 cái Hà Trúc Lệ. Rồi set vest nha mấy chị đẹp nha. Đây mấy chị dạng như là dạng áo sơ mi với mọi người tay ngắn nha. Có lại cái quần đùi giùm em. Cái set này bao xinh luôn, có 75.000 nè. Rồi em có màu xanh rêu. Màu hồng, màu đen, màu nu, màu xanh rêu với lại màu xanh bơ nha mấy bà. Cái gì xanh đậu. Xanh này đợi ngày mai la đi mệt quá trời.
Thế đó là bao lẻ bao đẹp chứ mà chế của em luôn á. Tiếp tục mấy bà ơi, một cái áo tay dài mấy chị. Đây. À một cái áo thun. À, cái này 35.000 ha mấy chị ha. 35.000 áo tay áo áo xích. Áo xích 35. Áo xích 35.000 giùm em. Đây cái này là quần ngố màu hàng thải đó chị, nó cột nơ như vậy luôn nè mọi người. Rồi cái quần này em xe cho bà chế luôn. Còn có một cái một màu tím quần ngố nha mấy chị, mấy con em gỡ ra không biết cường em cột. Nó sẽ là cái quần ngố mặc tới đây như bình thường như mình thôi nha. Cái quần này em xe cho bà chế 39.000 màu tím. Mấy chị về mặc chung với mấy cái form áo ba lỗ như vậy nè, dễ thương lắm luôn. Áo ba lỗ ngược cho em nha mấy bà ơi. Áo ba lỗ 30 màu tím. Rồi ba lỗ 30 màu nâu. Ba lỗ 30 màu vàng. Rồi ok, áo ba lỗ. Rồi em còn một cái áo cổ vuông mấy chị. 39.000 màu nâu. Áo cổ vuông 39 màu nâu giùm em. Rồi. Set bộ tiểu thư mặc ở nhà 49.000. Tiểu thư mặc ở nhà giùm em nha mọi người nha. Đây mấy chị, dạng pyjama nè, mà pyjama tiểu thư á. 49.000 một màu duy nhất giùm em, màu kem. 49.000 giùm em nha. À lấy bộ 49. Áo ba lỗ tím cho chị Nguyễn Thoại. Trời, Nguyễn Thoại như mới xả đơn hay sao á. Còn không? Nguyễn Thoại lấy ba lỗ tím nè. 30 nè. Rồi xong. Bye bye mấy chị nha mấy chị ơi. Mai em like nha, đuối quá rồi. Hết sức. Bộ em mặc 69.000 chị ơi, 58kg trở lại mặt đẹp nha chị, 60kg trở lại mặt đẹp nha chị ơi. Cái này em còn màu xanh, màu hồng với lại màu vàng chị. Bộ mặc ở nhà dễ thương á. Thành thú nha. Đây. Tiền nào là của đó à, hồng nè, vàng nè, với lại kem. Xanh em đang mang. Rồi bye bye mấy chị nha.